Rời Hòa Giang, cách thành phố Rạch Giá hơn 100 km về hướng Tây, đó chính là Phú Quốc, hòn đảo nằm ở cực Tây của đất nước. Phú Quốc là đảo lớn nhất của Việt Nam với diện tích toàn bộ huyện đảo lên đến hơn 593 km vuông, thuộc tỉnh Kiên Giang. Lâu nay người ta vẫn ví hòn đảo này là đảo Ngọc bởi sự giàu có và đa dạng về tài nguyên thiên nhiên của nó. Đó cũng là lý do để Phú Quốc trở thành một trong những thiên đường du lịch biển của Việt Nam. Để có thể đến với Phú Quốc, hiện nay ngoài đường hàng không thì đường biển cũng là một sự lựa chọn thú vị đối với du khách. Nắm bắt nhu cầu đó, Du lịch Hòa Bình cũng đã liên kết hợp tác với hãng tàu Superdome để khai thác tuyến du lịch này. Với đội tàu cao tốc hiện đại nhất cả nước hiện nay, thời gian để du khách đi từ thành phố Rạch Giá đến Phú Quốc mất khoảng hơn 2 giờ đồng hồ. Trên những chuyến tàu này cũng hứa hẹn mang đến cho du khách những trải nghiệm thật thú vị trong chuyến hành trình vượt biển. Nằm giữa biển khơi, cách xa đất liền, với điều kiện tự nhiên đó đã tạo nên cho Phú Quốc những bãi biển tuyệt đẹp với nước xanh trong và bờ cát trắng mịn, thoải dài. Dưới ánh nắng hoàng hôn, những bãi tắm tuyệt đẹp của đảo Ngọc Phú Quốc như một lời chào mừng đối với những du khách phương xa. Sau những giờ đắm mình với biển xanh cát trắng, có một địa chỉ lưu trú đã khá quen thuộc với các du khách đến đây, đó chính là Resort Hòa Bình Phú Quốc. Nằm ở một vị trí khá lý tưởng, ngay trung tâm của thị trấn Dương Đông, tọa lạc trên triền đồi khoai thoải. Mỗi căn phòng đều có tầm nhìn thoáng đãng từ ban công hoặc hướng ra sân vườn với dòng suối nước chảy róc rách và cây cỏ xanh mượt, hoặc những quả đồi mấp mô dưới tán lá rừng râm mát, hoặc biển xanh mênh mông xa xa phía chân trời. 87 phòng nghỉ tiện nghi của khách sạn Hòa Bình Phú Quốc đảm bảo đem lại cho quý khách những giây phút nghỉ ngơi dễ chịu trong khoảng thời gian du lịch trên hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp. Với giá cả khá hợp lý, Hòa Bình Phú Quốc cũng có phần tạo thêm sự cạnh tranh và mang đến thêm sự lựa chọn cho du khách đến đảo Phú Quốc. Tại đây còn có một phòng họp với sức chứa 400 người, được thiết kế rộng rãi, sang trọng để phục vụ cho các buổi hội nghị, hội thảo của du khách. Đặc biệt, tất cả những du khách đã từng đến khách sạn Hòa Bình Phú Quốc đặc biệt ưa thích hệ thống bể bơi ở đây, bao gồm một bể bơi lớn và một bể bơi mini cho trẻ em. Nằm ngay mặt tiền của khu resort đó là nhà hàng Hòa Bình, nơi mà du khách có thể thưởng thức những món ăn hấp dẫn, những đặc sản của vùng biển Phú Quốc. Vào một ngày đẹp trời, du khách có thể khoan khoái thưởng thức bữa ăn giữa bầu không khí trong lành của khu sân vườn bên ngoài nhà hàng. Cũng tại nhà hàng này, sảnh chính được thiết kế để phục vụ tiệc cưới, hội nghị. Đặc biệt, trung tâm tổ chức tiệc cưới Hòa Bình với kinh nghiệm tổ chức một tiệc cưới độc đáo đi theo xu hướng thể hiện phong cách cá nhân. Có hẳn đạo diễn chuyên nghiệp huấn luyện chương trình nghi lễ, có biên đạo múa và những đội múa, đội nghi lễ riêng cho từng buổi tiệc. Đây cũng là một trong những sảnh tiệc cưới sang trọng bậc nhất hiện nay ở trên đảo Phú Quốc. Ngoài ra, hệ thống Hòa Bình Phú Quốc còn sở hữu nhà hàng Hòa Bình ở làng chài Hàm Ninh, nơi mà du khách có thể thưởng thức các món ăn đặc sản của địa phương dưới bầu trời lồng lộng gió giữa tiếng sóng vỗ rì rào. Hoặc du khách muốn có một không gian riêng yên tĩnh thì nhà hàng Zen cũng là một sự lựa chọn khá phù hợp. Với vị trí và diện tích đất gần 3.000 mét vuông của nhà hàng Zen cho phép kiến trúc sư thiết kế thực hiện những ý tưởng độc đáo, nhất là tạo ra những không gian riêng cho du khách. Bên cạnh các món ăn Á Âu có thể làm hài lòng ngay cả những vị khách khó tính đến từ nơi khác, nơi đây còn giới thiệu với du khách kỹ thuật chế biến đồ nướng không khói từ Hàn Quốc. Tất cả đã giúp Zen trở thành sự lựa chọn dành cho những bữa ăn ấm cúng với gia đình, liên quan với bạn bè, gặp gỡ đối tác hay dùng điểm tâm sáng. Không chỉ là tắm biển, nghỉ ngơi, thưởng thức các món đặc sản, ở Hòa Bình Phú Quốc, du khách cũng có thể lựa chọn cho mình một tour du ngoạn khám phá những nét đẹp nguyên sơ của hòn đảo này, được phục vụ bởi những hướng dẫn viên kinh nghiệm, nhiệt tình của du lịch Hòa Bình. Tất cả hứa hẹn mang đến cho du khách một kỳ nghỉ thật ấn tượng và khó quên trên hòn đảo xinh nằm giữa bao la biển trời.